xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Trường. Hôm nay Trường sẽ review cho các bạn xem những cái loại nho mà đang hot nhất trên thị trường. Ở đây có 4 loại nho nha các bạn. Đầu tiên là nho Mỹ, tiếp theo là nho tiêu đỏ, kế tiếp đó là nho móng tay, người ta còn thường gọi là cái nho ngón tay các bạn. Và đây là cái nho là rất là hot trên thị trường, đây là nho mẫu đơn. Đầu tiên là mình sẽ thử cái nho Mỹ trước nha các bạn. Cái nho Mỹ thì các bạn quá quen thuộc rồi, nó bán tràn lan trên thị trường rồi. Nho Mỹ này ăn thì cũng rất ngon nha các bạn. Các bạn ăn thì các bạn đã biết rồi, cái nho này nó bán đã từ lâu rồi cho nên quá quen thuộc rồi. Nói chung là nó ngọt ngọt mà nó cũng chua nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ ăn cái món mà nho tiêu đỏ nha các bạn. Đây, nho tiêu đỏ. Cái nho Mỹ này thì nó mềm mềm, mà cái nho tiêu đỏ này thì nó cứng nha các bạn. Giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem. Nho tiêu đỏ. Nho tiêu đỏ này là cái chị Quỳnh Trần GB đã có review ăn thử cho các bạn xem rồi đó. Giờ Trường sẽ làm cái video để ăn thử, để nếm mấy cái loại vị này coi có giống các chị YouTube khác làm hay không. Giờ mình sẽ ăn nha. Cái nho tiêu đỏ này nó rất là giòn các bạn. Ăn này nó ngọt là Trường có thấy là nó ngọt, mà nó ngon hơn cái nho Mỹ nha các bạn. Tiếp đến là mình sẽ thử cái nho ngón tay nha. Cái nho ngón tay này là cái nho mới nè các bạn. Trường thấy là nó mới xuất hiện đây thôi, chứ lúc trước là nó chưa có cái nho ngón tay này. Nhìn nó có ngọt ngọt các bạn, cái trái nó dài giống như cái ngón tay mình vậy nè. Đó. Giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nha. Mời các bạn nha. Cái nho ngón tay này thì nó cũng ăn cũng ngọt ngọt mà chua chua các bạn, mà nó ăn Trường có thấy là nó thua cái nho tiêu đỏ này, cái độ ngon của nó thua cái nho tiêu đỏ, nhưng mà cái giá nó lại mắc hơn cái nho tiêu đỏ nha các bạn. Nó mắc gì không biết, gì nó lạ, nó mới, cái giống nó mới ra sao Trường cũng không biết. Để Trường ăn cái trái thứ hai cho các bạn xem. Mấy cái loại nho này là đều không có hạt hết nha các bạn. Nói chung là cái nho ngón tay này nó ăn nó cũng ngon, nhưng mà Trường cảm thấy là nó thua cái nho tiêu đỏ, giá nó gấp đôi luôn các bạn. Cái này một ký 100, tiêu đỏ 120, còn nho ngón tay này 250 các bạn. Xong rồi Trường sẽ tiếp đến thử cái nho mẫu đơn nha các bạn. Đây, cái nho mẫu đơn. Cái nho mẫu đơn này là cái nho mà cái chị Bình Trần CV đã review cho các bạn xem rồi nè, với mà anh Trắng Thành đó. Đã nói một chùm là 2 triệu mấy các bạn. Nhưng mà Trường mua nó không tới. Trường mua nó rẻ hơn. Nho mẫu đơn nữa các bạn, nên nó bự nữa các bạn. Nó bự hơn cái nho Mỹ luôn các bạn. Trái đó nè. Trái nó rất là bự nha. Bự hơn cái nho Mỹ luôn. Giờ Trường sẽ ăn cho các bạn xem.
cái nho này nó cũng ngọt các bạn. Bữa nay không có đem cái dao mà xẻ cho các bạn coi. Ăn nó cũng ngọt. Giờ Trường sẽ thử trái thứ hai nha. Cái nho này nó ăn mà nó ngọt mà nó cái vị nó kiểu khác nha các bạn. Kiểu khác theo mấy loại này là ăn cái vị nó là chua chua ngọt, nó tựa giống nhau, nhưng mà có cái loại mà nho mẫu đơn này nè, nó ăn là nó có cái vị mà nó khác biệt luôn các bạn. Không biết diễn tả sao luôn á. Chị sẽ thử tiếp. Ăn nó tựa như vậy không biết luôn. Nói tóm lại là nó cũng ngon các bạn. Nhưng mà giá nó cũng mắc chứ không rẻ đâu. Cái nho này là đang bán ở bên Sài Gòn các bạn. Cái giá nó rất là mắc. Mà bán mà không có hàng để bán luôn á. Mà bữa nay á là Trường không có mua cái loại mà nho Ruby Roman các bạn, cái nho nó rất là mắc luôn. Mình đâu có tiền đâu mình ăn mấy cái thứ đó. Mình ăn mấy cái này là thấy là chóng mặt à. Không có ăn nổi tới mấy cái đó đâu. Ngon các bạn. Ăn vậy mới đã nè các bạn. Bóc từ trái nó không có đã. Cắn gì đây giống như từ thiên nha. Ngon các bạn. Trường cảm giác là cái nho này ăn cái nho này nó ăn mà nó còn ngon hơn cái nho mỏng mẫu đơn. Theo trường suy nghĩ vậy nha. Còn mà cảm nhận của người khác thì Trường không biết. Ngon quá các bạn. Ngon quá. Các bạn xem video của Trường thì hãy nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho Trường nha. Xin chào tất cả các bạn.